đi đứa mèo. Xin chào mọi người nha. Giờ mình sẽ tiếp tục đi đến điểm tiếp theo là nhà gì? Nhà vua mèo. Nhà vua mèo hả? Của Hà Giang. Nhà vua mèo của Hà Giang nha mọi người. Mọi người cùng theo chân nhà Mon nha. Subscribe cho giờ của Mon con Mon TV Family nha. Yeah. Chưa muốn ăn sáng ăn cái lòng giờ chưa muốn ăn lại. Rồi đi thôi. Sao rồi? Đây là sơ đồ hả? Sơ đồ du lịch. Đi thôi. Ồ, cưng chưa? Tao mua bông hả? Ui ui, tặng tôi hả? Thank you, đẹp quá, hoa đẹp quá. Chụp một tấm nào. Sao giống mới cưới vậy? Ủa, có con mèo không? Ôi, nơi bán vé nè. Đó, ở đây là bán mấy cái đồ thổ cẩm. Như một vé vậy ba? 30.000. 30.000 một vé hả? Con nít thì sao? Free. Free à? Rồi đi nè. Nơi xuất vé. Dinh thự vua mèo còn có tên gọi khác là dinh thự họ Vương, nằm tại thung lũng Xà Phình, Đồng Văn. Đến Hà Giang mọi người không thể bỏ qua dinh vua mèo, vì ở đây là địa điểm hấp dẫn trong các chuyến du lịch ở Hà Giang nha. Ê, cái cổng này đẹp quá, chụp ngay cái cổng này nè. Không cần đâu, bắt kiến mèo kìa. Trong đây. Xin chào quý khách. Ui, đây là tặng quà cho khách. Tặng cho tôi hả? Đi. Đi đi. Ủa, nhà vua hả? À, vua mèo. Rồi đi vô nè. Ô đẹp quá ha. Nó cổ nhìn đẹp ghê. Dinh thử
thự Vua Mèo có ảnh hưởng kiến trúc của ba nền văn hóa Trung Quốc, Người Mông và Pháp. Do một người thợ quê gốc Nam Định thiết kế, ngôi nhà có 4 nhà ngang, 6 nhà dọc, được chia thành tiền dinh, trung dinh và hậu dinh. Có 64 buồng được xây 2 tầng tường bằng đá xanh, mái vách bằng gỗ thông và ngói làm từ đất nung. Mình sẽ đi lên trên coi thử khám phá coi. Đi vô là cũng mèo. Là mèo là khám phá thôi. Giờ mình sẽ đi vô trong. Hai cha con nó rồi trời. Đẹp không? Đây này, ở trong đây người ta cũng có lên. Y như là mấy cái danh nhà ngày xưa hả? Nhà vua mèo ở ngày xưa. Đẹp không? Ba nè, đây là ông vua đó đó hả? Không sợ. Ờ, ông vua thì mới đặt ở đây chứ. Mà nhà cũng bình thường ha, thô sơ bằng gỗ thôi. Đây là không sợ hiện vật. Gỗ này chắc tốt. Đẹp quá nhở ba. Ừ, ba đứng ở đây nè, mẹ đứng lên ba chụp đẹp nè. Quá wow, đẹp quá, xuất sắc quá mọi người. Ồ, đứng lên ba chụp ra được. Ồ, oh, còn cái tủ kìa ba. Ồ, oh, cái giường nằm luôn á. Đây là cái hình gia tộc ngày xưa nè. Vậy là vua mèo tên là ông tên là Vương Chính Đức á. Vậy hả? Ồ. Oh. Nữa hả? Rộng dữ hả? Ô môn đi đâu rồi ta? Ba. Cuối cùng rồi, à, ở đây là khu áo bào nè. Quần đây nè. Bây giờ mình đi lên trên luôn. Đây là cái gì đây? Vương Chính Đức năm
vua Khải Định đã cử người á, vua Khải Định ở Huế đấy, cử người mang từ kinh thành Huế lên xà phình ban tặng cho ông cùng với bức Hoàng Phi. Phi bên chính khả phong treo tại Tiền Dinh. Là cái bộ quan phục này là ông vua Khải Khải Định tặng, Khải Định tặng cho ông vua này. Ok. Tặng cảnh cho người ta coi bộ trang phục của ông này. Còn mới tần hả? Này còn đôi ủng nữa nè. Đôi giày á. Đôi giày đây. Hình của ông đang mang này đó, đang mang bộ quốc phục này luôn á. Đi ra hả? Không, đẹp hả? Bức này gì nữa? Ngày xưa đó hả? À, người ta ở đây nè, có cái chỗ này người ta sẽ lấy nước mưa từ cái ống này nè, nó sẽ đổ xuống đây và nước này là uống nè. À, bánh mây của ngày xưa nè, như vậy sẽ có hoàng hậu chứ hả? Có số điện thoại luôn. Còn khu vực sau này là cái gì? Là chỗ nuôi gia súc. À, nuôi gia súc hả? Đó. Nuôi heo á. À, có thể vô. Ủa, đóng cửa rồi. Nhà bếp người ta không cho vô. Rồi mình đi ra ha. Nhà u con nhện to ha. Đi coi nè. Đó. Gia phả của vua đó đúng không? Còn đây là cái giấy gì đó, chứng nhận là di tích quốc gia này mọi người. Đó. Khu nhà hương. Rồi đi thôi. Giờ mình đi ra. Ồ, con nhện. Nhà gỗ mà nhìn đẹp quá. Giờ đi ra thôi. Đi ra kiếm hoàng môn đó mà. Bây giờ nhà mình sẽ đi về nha mọi người. Kết thúc chuyến tham quan dinh thự vua mèo. Cái dinh thự quá đẹp nha mọi người. Bye bye mọi người nha.